Đó thì đây là ổ bánh mì thịt mình mới làm xong nè các bạn. Nếu như mà các bạn ngán cơm hoặc là ngán ăn những cái món bún mì hay là hủ tiếu gì đó, thử làm bánh mì thịt ăn đi, rồi cũng là một cái bữa ăn rất là ngon luôn á. Ngon vô cùng. Thịt ăn nó đậm đà, béo béo một chút. Cái phần nước sốt ăn thì quá là tuyệt vời luôn. Ok ha, nếu như mà các bạn thích ăn bánh mì thịt thì hãy xem cái video này nha. Chào các bạn. Thì một trong những cái món ăn mà mình nghĩ rằng hầu như là người Việt Nam nào cũng yêu thích, đó chính là món bánh mì. Và thường bánh mì thì mình sang là bánh mì thịt. Bánh mì thịt thì nó cũng có nhiều loại lắm các bạn. Ví dụ như là thịt nướng nè, thịt quay, heo quay á, hoặc là thịt người ta rim, người ta ram á. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món bánh mì thịt. Mình sẽ sử dụng là thịt ram. Thịt ram ở đây mình dùng là ba rọi. Ba rọi thì nó sẽ có vừa thịt vừa mỡ, mình ăn bánh mì nó sẽ ngon hơn ha các bạn. Rồi một ít củ hành tím và tỏi, khoảng 5 củ hành tím và 4 chấp tỏi ha. Một chút xíu nước dừa, khoảng nửa trái thôi, mình không có sử dụng nhiều nước dừa lắm. Còn nếu như mà mình nấu muốn, mình làm bánh mì thịt để mình bán thì mình sẽ sử dụng nhiều nước dừa để mình làm loãng cái nước sốt ra ha các bạn, mình chan với bánh mì ăn nó ngon. Một chút xíu hạt nêm, một chút xíu đường thốt nốt và nước mắm. Đây ha, nước mắm. Nước mắm thì thường mình sẽ sử dụng là của thằng Chin Su này. Một cái phần không thể nào thiếu được đó chính là cái phần sốt gia vị hoàn chỉnh của cái gói thịt ram rim này ha các bạn. Các bạn có thể dễ dàng mua được cái này ở trong siêu thị. Siêu thị nào cũng có bán hết. Mình mua cái này mình ướp, thứ nhất là nó vừa có màu, thứ hai nữa là nó có mùi thơm, và thứ ba nữa là cái vị của nó ăn rất là ngon, nó đậm đà. Rồi một chút xíu rau sống để mình ăn kèm với lại bánh mì, như là xà lách nè, rồi dưa leo. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi rửa cái phần ba rọi này cho nó sạch thiệt sạch ha. Mình sát muối, mình bóp muối, rồi mình để ráo, rồi mình mới đi là tẩm ướp nó ha các bạn. Rồi bây giờ để ướp cái phần thịt ba rọi này thì các bạn cho vào đây là một thìa cà phê muối và hai thìa cà phê đường thốt nốt, một thìa cà phê hạt nêm. Mình cho vào. Rồi mình cho vào đây thêm là một muỗng canh hành tím và tỏi băm ha, cho phần thịt mình nó thơm. Cái phần hành tím và tỏi băm còn lại một chút nữa mình sẽ phi thơm lên. Rồi bây giờ các bạn cắt cái gói sốt Barona này nè, các bạn cắt cho vào đây. Mình cho hết một gói luôn ha. Và khi mà ướp cái phần thịt các bạn thì mình không ướp nước mắm ha. Nước mắm một chút nữa mình chỉ là làm cái nước sốt thôi, để cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, mình chan bánh mì. Chứ mình không ướp nước mắm vào trong thịt. Ướp nước mắm vào trong thịt nó sẽ làm cho thịt nó cứng. Các bạn chỉ ướp muối thôi, ướp muối để cho mình giữ cái vị mặn mà của thịt thôi ha. Giờ mình sẽ trộn đều con thịt này lên, mình ướp nó khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Khi mà ướp thịt đó thì các bạn có thể là cho nó vào trong, đậy cái màn bọc thực phẩm lên trên rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình để đó chiều mình làm, hoặc là buổi sáng mình ướp thì chiều mình ram nó vẫn được. Còn không thì các bạn để bên ngoài ha. Rồi thịt sau khi mà ướp xong rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi chế biến ha. Thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn hoặc là mỡ cũng được, để mình phi cái phần hành tím và tỏi các bạn cho nó thơm. Một chút xíu dầu ăn thôi ha. Rồi bây giờ các bạn cho vào đây một chút xíu đường thốt nốt, khoảng một muỗng canh đường thốt nốt thôi. Mình không cần là phải cho nó ra màu ha các bạn, tại vì cái này là cái phần cái gói nước sốt nó có màu rồi, nên mình không cần phải làm cái nước màu nữa. Đó, chờ cho cái đường này nó hơi ngã ngã sang cái màu vàng vàng á, và chúng ta sẽ đổ phần nước mắm và cũng như là nước dừa vào. Và chúng ta sẽ có cái phần nước để cũng như gọi là cái nước sốt á, nước sốt thịt á. Chút nữa mình sẽ chan lên với lại bánh mì mình ăn. Đó, nó hơi vàng vàng rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào ha, nước mắm và nước dừa vào. Các bạn cho khoảng 2 muỗng canh nước mắm ha. Rồi mình sẽ đổ nước dừa vào. Đó, khoảng nửa trái dừa thôi các bạn, không cần phải cho hết cả trái dừa. Một trái dừa thì nó sẽ rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ khuấy cho cái đường này nó tan đi, rồi mình đun cho nó sôi thiệt sôi lên rồi mình thả thịt vào. Rồi cái nước của mình bây giờ đã sôi thiệt sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt ba rọi vào.
Đó, cho vào. Các bạn vẫn để lửa lớn ha, để cho miếng ba rọi này nó săn lại, rồi mình để lửa nhỏ. Mình cứ nấu riu riu như vậy đến khi nào mà cái miếng ba rọi các bạn lấy cái đũa các bạn xiêm gà quá. Thứ nhất là nó mềm và thứ hai nữa là nó lên cái màu rất là đẹp, màu nâu nâu vàng vàng á, rất là đẹp. Và ăn với bánh mì thì khỏi chê rồi. Chúng ta còn cái phần nước sốt ướp thịt này nè, thì một lát nữa khi nào mà cái ba rọi này nó săn lại rồi thì mình mới cho vào ha các bạn. Các bạn đừng cho vào bây giờ. Chờ cho miếng ba rọi này nó săn lại mình cho vào. Đó, ok rồi đó, miếng ba rọi của mình bây giờ đã hơi săn săn lại rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt này vào luôn ha. Đó, cái thịt chúng ta bây giờ đã hơi vàng vàng rồi đó. Mà nếu như các bạn nấu nó cạn nước mà thịt mình nó chưa có được mềm á, thì các bạn có thể là đổ thêm nước vào ha. Mình chỉ việc là nấu đến khi nào mà cái thịt này nó mềm. Cái nước sốt thì mình nếm thử rồi rất là ngon luôn, mình chan bánh mì ăn là tuyệt vời. Thêm một chút xíu rau sống nè, rồi dưa leo nữa. Còn cái bên này là một cái món mới mình mới làm, mình chưa có thấy nó ngon, cũng chưa có thành công lắm nên mình chưa có giới thiệu với các bạn ha. Thì để hôm nào mình làm nó thành công, nó ngon lành luôn á, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình nhậu cũng được mà ăn với cơm hay là bánh mì gì cũng ngon. Thì cái này thì nó cũng có gồm có thịt ba rọi nè, tiêu xanh, sữa đặc, lá chuối ha. Còn những cái nguyên liệu khác nữa thì để hôm nào mình làm thành công rồi đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm cái món này. Đó rồi, miếng ba rọi của chúng ta bây giờ nó đã vàng và cũng như là thơm rồi ha các bạn, thấy cái màu nè, rất là đẹp đúng không? Thì ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình cắt nó ra để cho nó nguội á, là mình cắt thành từng cái lát mỏng, chuẩn bị là xếp vào bánh mì mình sẽ ăn. Rồi bây giờ chuẩn bị là mình sẽ cắt cái miếng thịt này ra và ăn bánh mì thôi. Để ăn bánh mì á, thì các bạn cắt thành từng cái lát nó cũng mỏng thôi ha, đừng có dày quá. Nếu như bạn nào muốn cho cái màu thịt mình nó đậm hơn, nó đẹp hơn á, thì sau khi mình cắt ra rồi mình có thể là mình trộn với lại cái nước sốt thịt á, để cho nó có cái màu đẹp hơn. Đó ha, thì mình sẽ cắt ra thành từng cái lát thịt nó như thế này các bạn. Đó. Ok ha, mình sẽ cắt ra hết cái miếng này rồi mình xếp ổ bánh mì. Rồi thì đây là món bánh mì thịt hoàn chỉnh luôn rồi đó, là cái thịt mình nãy giờ mình làm xong rồi. Bây giờ đây là ổ bánh mì ha, thì đầu tiên thì các bạn có thể lấy dao các bạn cắt ra. Bây giờ mình sẽ cho cái phần rau, rau vào đây trước, rau và dưa leo vào đây trước ha. Mình sẽ cho rau xà lách vào. Vài lát dưa leo ha. Bây giờ mình sẽ cho thịt lên ha. Rồi mình cho lên đây vài lát thịt nè. Ở nhà các bạn ăn thì các bạn có thể là chấm trực tiếp vào đây luôn ha, rồi mình gấp mình ăn. Còn như thế này thì mình lát nữa mình chụp hình, mình lấy cái hình thumbnail cho nhìn cho nó đẹp, cho nó hấp dẫn. Đó, đầy thịt luôn. Ok ha, bây giờ mình sẽ chan cái nước sốt này lên đây. Rất là hấp dẫn đúng không? Xếp lên đây thêm vài cọng ngò nữa ha. Rồi, bạn nào mà muốn ăn cay thì có thể là cho thêm ớt, hoặc là mình dùng tương ớt cũng được ha. Thì hôm nay là mình sẽ dùng thêm cái phần tương ớt. Cho chút xíu tương ớt vào. Đó. Rồi, ok, vậy là đã xong được một cái ổ bánh mì thịt như thế này rồi các bạn. Thấy nè, thịt nè, dưa nè, rau nè, rất là hấp dẫn đúng không? Thì ok ha, hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn một cái món ăn thông dụng và phổ biến của người Việt Nam, đó chính là bánh mì thịt. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo.